tiền vệ Álvaro Fernández đã đi bóng kỹ thuật, loại hai cầu thủ đối phương, rồi tung cú sút từ giữa sân, ghi siêu phẩm khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ. Trong trận Oviedo thắng Aroche 4-3 mới đây ở giải bóng đá hạng thấp Tây Ban Nha. Dù đây chỉ là giải bóng đá hạng thấp Tây Ban Nha, nhưng bàn thắng quá đẹp của Álvaro Fernández đã trở thành hiện tượng gây sốt. Báo thể thao Marca Tây Ban Nha viết, bàn thắng của năm ở giải bóng nghiệp dư, một pha xử lý đẳng cấp và một cú sút đẹp mắt. Và trước khi vào phần xem clip, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh thứ hai được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho tụi mình nhé. Đối với các cầu thủ chuyên nghiệp, màn trình diễn của họ trong các trận đấu chính thức mới là điều được nhiều người quan tâm nhất, bởi lẽ nó sẽ phản ánh phong độ và kết quả cuối cùng của một đội bóng. Nhưng bên cạnh đó, màn thể hiện của họ trên sân tập cũng quan trọng không kém. Vì đây là nơi mà các cầu thủ có thể ghi điểm với các huấn luyện viên để được điền tên vào đội hình thi đấu. Đặc biệt hơn, dù chỉ là tập luyện thôi, nhưng cũng đã không ít lần những bàn thắng đẹp được ghi từ các ngôi sao bóng đá nổi tiếng. Sau đây, hãy cùng chúng tôi điểm lại top những siêu phẩm bàn thắng được ghi trên sân tập ấn tượng nhất. Ricardo Quaresma được coi là ông trùm của những siêu phẩm bàn thắng để đời. Điều đó không chỉ đúng trong những trận đấu chính thức mà còn là ở trên cả sân tập. Trong một buổi tập, tuyển thủ người Bồ Đào Nha có cú tung chân rất ngẫu hứng ở một góc siêu hẹp. Nhưng bằng một cách nào đó, trái bóng vẫn từ từ lăn vào lưới trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ai cũng biết phẩm chất thiên tài của Lionel Messi là xuất sắc đến như thế nào. Khán giả thì hầu như tuần nào cũng được chứng kiến thứ ma thuật mà Mbunga tạo ra. Nhưng để nói ai là người hiểu rõ tài năng của siêu sao người Argentina nhất thì đó phải là những người đồng đội tại câu lạc bộ Barcelona. Trong một buổi tập thi đấu đối kháng của đội bóng xứ Catalan, Leo đã có pha hãm bóng lại rất gọn trước khi tung cú móc bóng theo kiểu chổng ngược xe đạp khiến cho thủ thành Ter Stegen bó tay. Không chỉ có Lionel Messi mà đại kinh địch của Anh Cristiano Ronaldo cũng là một cầu thủ ưa thích tạo nên những bàn thắng không tưởng trong những buổi tập. Như tình huống này chẳng hạn, xuất phát từ pha tạt bóng vào rất vừa tầm bên hành lang cánh phải, CR7 có cú ngã người móc bóng tuyệt đẹp. Đây là pha lập công được cầu thủ mang áo số 7 thực hiện ở thời điểm anh còn khoác áo Real Madrid. Dù cho là một siêu sao được mệnh danh là thiên tài bóng đá xuất sắc nhất lịch sử, nhưng Lionel Messi chưa bao giờ ngừng nỗ lực và phấn đấu để hoàn thiện bản thân hơn. Như việc thời còn trẻ, anh rất tích cực luyện tập những cú đá từ xa với thử thách là một hàng rào chắn được đặt ở trước mặt. Nó tương tự như việc các cầu thủ xếp hàng rào ở trên sân. Mbunga đã thành công với những cú đá này không ít lần và điều đó lý giải cho lý do vì sao giờ đây Messi đang là một trong những cầu thủ sở hữu những cú sút phạt hay nhất thế giới. Gareth Bale là cái tên tiếp theo cũng được liệt vào danh sách những cầu thủ thường xuyên ghi bàn bằng các siêu phẩm rất khó tin ở trên sân tập. Ở một tình huống mà chủ nhân của 4 danh hiệu vô địch Champions League cùng Real Madrid đứng ở sau gôn, anh đã có một cú đá vẫy má ngoài với lực đi không quá mạnh nhưng cực kỳ liện và có xu hướng xoáy vào trong. Cuối cùng bóng đã nằm gọn trong gôn cùng một thái độ hết sức bình thản đến từ tiền vệ 31 tuổi. Có thể nói, Robert Lewandowski chính là tiền đạo sở hữu bộ kỹ năng toàn diện nhất thế giới hiện nay. Từ chân trái, chân phải, đánh đầu, tất cả đều được số 9 thực hiện một cách thuần thục.
ngay cả ở trong một buổi tập của Bayern Munich, bản năng sát thủ của anh cũng đã nhiều lần khiến đồng đội phải chùn bước. Cú đệm lòng bóng sống này xứng đáng là một kiệt tác không thể chê vào đâu được, và ngay cả một thủ thành xuất sắc như Manuel Neuer cũng chỉ biết vào lưới nhặt bóng mà thôi. Để nói về ông vua của những siêu phẩm bàn thắng, có lẽ khó ai xuất sắc hơn Zlatan Ibrahimovic, ngay cả đó là Messi hay Ronaldo. Xuyên suốt thời đỉnh cao, cựu chân sút Man United đã không ít lần tạo nên những phút giây lóe sáng cá nhân như thế. Trong một buổi tập của đội tuyển Thụy Điển, từ đường truyền ra của đồng đội, Ibra đã dẫn bóng một nhịp trước khi tung cú đá mạnh như búa bổ, đưa bóng dội cột rồi nằm gọn trong lưới, cùng với đó là sự bất lực toàn tập của thủ môn đội nhà. Cũng trong một buổi tập khác, nhưng lần này là của câu lạc bộ PSG, và Zlatan Ibrahimovic vẫn là nhân vật chính. Từ đường chuyền của đồng đội, tiền đạo người Thụy Điển tung cú đá song phi trên không rất ngẫu hứng và khiến chính đồng đội của anh bị lỡ trớn và không thể cản phá nổi pha dứt điểm quá khó kể trên. Trong một buổi tập của đội tuyển xứ Wales trước thềm vòng chung kết Euro 2016, Gareth Bale khi đó vẫn đang ở đỉnh cao phong độ và anh đã không ít lần tạo nên những siêu phẩm bàn thắng đẹp như tranh vẽ. Từ một pha tạt bóng vào không phải quá thuận lợi bên cánh phải, nhưng cầu thủ vẫn đang thuộc biên chế của Real Madrid vẫn có thể thực hiện cú tung người hoàn hảo đưa bóng vào góc xa khung thành trước sự chứng kiến của rất nhiều đồng đội xung quanh. Vừa rồi là top những siêu phẩm bàn thắng được ghi trên sân tập. Hãy cho chúng tôi biết pha ghi bàn nào ấn tượng nhất của bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.